các bộ ngành sẽ xây dựng hướng dẫn thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà. Triển khai hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Ủy ban nhân dân các địa phương chủ động bố trí các điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng triển khai khi Bộ Xây dựng và các đơn vị thống nhất giải pháp triển khai đánh số và gắn biển số nhà. Bộ Tài nguyên và Môi trường số hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, phối hợp với Bộ Công an rà soát làm sạch dữ liệu thông tin về chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, tích hợp thông tin quyền sở hữu đất đai, nhà ở với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Hai đơn vị đã thống nhất nghiên cứu xem xét để ứng dụng tích hợp nền tảng địa chỉ số, bản đồ số của Bưu điện Việt Nam vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ, các hoạt động khác của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Trong khuôn khổ đề án 06, Bộ Công an xem xét việc chia sẻ thông tin dữ liệu dân cư, đất đai, nhà ở, cơ sở y tế dưới dạng dịch vụ dữ liệu cho Bưu điện Việt Nam để sử dụng cho các dịch vụ công trong trường hợp cần thiết. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính gồm 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó ưu tiên hàng đầu là cơ sở dữ liệu về thuế và hải quan. Trên lĩnh vực thuế, việc triển khai đề án 06 với việc kết nối liên thông đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ tạo cơ sở để thống nhất thông tin quản lý mà còn giảm thiểu sai sót, kiểm soát vấn đề mua bán hóa đơn giả, hoàn thuế. Doanh nghiệp này đã áp dụng thực hiện kê khai thuế và nộp thuế qua mạng. Thông tin và số liệu khai thuế của người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, việc quản lý tài chính của doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn so với việc quản trị thủ công trước đây, vốn tốn nhiều chi phí và nguồn lực. Nó rất là tiết kiệm chi phí đi lại. Như lúc trước là mình sẽ mon giấy đến cơ quan thuế mình nộp, thì giờ mình ngồi bất cứ nơi nào tại đơn vị là có hệ thống có mạng là mình sẽ nộp tờ khai và mình đảm bảo được, mình đảm bảo mình có thể kê mà tra cứu được tờ khai không bị trễ hạn và đúng thời gian, để tránh trường hợp sơ sót trong cái việc là chậm nộp, chưa nộp tờ khai. Tổng cục thuế và Bộ Công an đã kết nối triển khai việc sử dụng tài khoản định danh điện tử đã được cấp tại hệ thống VNEID để đăng nhập vào ITAS Mobile, nhằm đảm bảo xác thực thông tin người nộp thuế. Việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh đã tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế và tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thu ngân sách nhà nước. Khi ứng dụng ITAS Mobile được triển khai tại tỉnh Quảng Ngãi, bà Cúc đã cài đặt và sử dụng. Thông qua ứng dụng này, việc tra cứu cũng như kê khai thủ tục hành chính liên quan đến thuế trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Chỉ cần một cái điện thoại thông minh thôi là đủ tất cả, là nó sẽ xử lý ngay liền, mình sẽ biết rằng là cái khoản nào mình nộp rồi và khoản nào mình chưa nộp. Trong 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06, ngành thuế được giao chủ trì và phối hợp triển khai dịch vụ công đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình cá nhân, tiếp nhận xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của công dân, hướng dẫn hỗ trợ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai, hỗ trợ người nộp thuế thanh toán trực tuyến lệ phí trước bạ phương tiện. Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đã ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký thuế, quản lý nghĩa vụ kê khai hóa đơn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đến nay đã tiếp nhận và giải quyết trả hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin cho 97% người nộp thuế là hộ gia đình cá nhân qua hình thức trực tuyến. 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử. Có 19.875 cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký, nộp thuế qua ứng dụng ITAS Mobile với số tiền hơn 92 tỷ đồng. Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh và triển khai hoàn thành công tác nộp thuế điện tử cho hộ kinh doanh, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, mở rộng giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp và các dịch vụ thuế điện tử cho cá nhân. Tiếp tục triển khai cái dịch vụ mà đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin người nộp thuế trên của hộ gia đình cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia theo cái đề án 06 được giao. Cái thứ hai nữa thì cũng đồng thời là
tiếp tục chỉ đạo các cái bộ phận có liên quan là rà soát chuẩn hóa cái mã số thuế của người nộp thuế là cá nhân, thì để mà làm sao đấy là đảm bảo là đồng bộ kết nối được với cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để là tiến tới là cái cấp cái mã định danh là mã số thuế của người nộp thuế theo cái chủ trương chung của Bộ Tài chính trong thuế. Ngành thuế đang tiếp tục nâng cấp hệ thống để khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu số phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, giảm thời gian thủ tục cho cá nhân doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế. Quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành thuế nói riêng và hoạt động tài chính nói chung đã và đang tạo ra những tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.